Mời các bạn cùng nghe truyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc của tác giả Tô Hương Lan Sắc, chương 175. Trong quá trình chờ đợi, hai người dọn ghế dựa ngồi ở cửa, một bên hóng gió, một bên nói chuyện phiếm. Đúng rồi, bánh trung thu anh thích ăn nhân gì? Nguyễn Miên Man bỗng nhiên nhớ ra hỏi anh. Tứ Cảnh Lâm thuận miệng nói, thập cẩm. Nghe thấy câu trả lời này, Nguyễn Miên Man nhịn không được nhìn về phía anh. Anh thích ăn nhân thập cẩm? Cô đối với bánh trung thu nhân thập cẩm cũng không có ý kiến gì. Rốt cuộc bánh trung thu thập cẩm xem như là khẩu vị truyền thống, ngày trước làm bánh trung thu cũng không có nhiều loại nhân như bây giờ. Chỉ là từ trên mạng cô biết, ở hiện đại bánh trung thu nhân thập cẩm hoàn toàn không được hoan nghênh. Rất nhiều người nhắc tới đều lắc đầu, nghe nói anh thích ăn không tránh được có chút kinh ngạc. Tứ Cảnh Lâm giải thích, cũng không tính là thích, anh cũng không quá thích ăn bánh trung thu, chỉ là ăn nhân thập cẩm thì tương đối nhiều hơn một ít. Như vậy à? Nguyễn Miên Man gật đầu. Em chuẩn bị làm bánh trung thu. Tứ Cảnh Lâm biết cô khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, lập tức đoán được. Đúng vậy, Tết Trung Thu không phải sắp tới rồi sao? Hai người nói chuyện phiếm, trong phòng bếp bắt đầu có mùi hương bay ra. Thơm quá! Tứ Cảnh Lâm ngửi được mùi hương, quay đầu nhìn thoáng qua phía bên trong. Hẳn là sắp chín rồi. Nguyễn Miên Man nói xong, mèo béo vốn ở trên lầu không xuống dưới, không biết có phải ngửi được mùi hương hay không, bay nhanh từ trên cầu thang xuống. Chỉ thấy nó đầu tiên là chạy nhanh như chớp đến phòng bếp, sau đó lại quay đầu chạy đến trước mặt Nguyễn Miên Man, hướng cô vừa ngoan vừa mềm. Meo. Đã biết, không để thiếu phần của em, con mèo tham ăn. Nguyễn Miên Man cười nói. Theo thời gian hấp càng ngày càng dài, mùi hương càng ngày càng dày đặc, hương vị bánh bao gạch cua thường mau theo gió bay khắp tứ phương tám hướng. Lúc này mới hơn 6 giờ, người trẻ tuổi trong ngõ nhỏ còn chưa có dậy nhiều. Sáng mùa hè, cửa sổ cơ hồ đều là mở rộng để thông gió. Ngửi được mùi hương từ bên ngoài tiến vào, không ít người trẻ tuổi còn đang ngủ nướng đều bị thèm tỉnh. Bà ơi, mẹ con đâu? Một thanh niên từ trên lầu dưới xuống hỏi người đàn ông ngồi ở đại sảnh. Trong phòng bếp. Mẹ hôm nay làm món gì vậy ạ? Với tay nghề kia của mẹ mày, vài thập niên không có tiến bộ, có thể làm cái gì ăn ngon? Vừa rồi con ngửi được mùi hương là từ đâu tới? Quả thực thơm chết người. Ai biết? Người đàn ông nói xong, thấy con trai trực tiếp đi ra ngoài, không khỏi nói. Đợi lát nữa là ăn cơm, mày đi đâu? Con đi xem đến tột cùng là cái gì mà thơm như vậy? Người xung quanh bị mùi thơm của bánh bao gạch cua dụ hoặc không chỉ có một đoàn thanh niên này. Thế nhưng những người khác lúc ngửi được mùi hương thật mau liên đoán được, khẳng định là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc lại làm cái gì ngon. Vì thế, chờ Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm từ trong phòng bếp bưng một lồng bánh bao gạch cua ra tới, liền thấy một đám người vây quanh cửa. Mọi người có chuyện gì sao? Nguyễn Miên Man nhìn về phía bọn họ lại là nhìn về phía lồng bánh bao trong tay cô. Đông Đông à, trên tay cháu là cái gì vậy? Một ông lão nhịn không được mở miệng trước. Là bánh bao gạch cua. Nguyễn Miên Man trả lời xong, cơ bản đã đoán được bọn họ là bị bánh bao gạch cua hấp dẫn tới. Có thể bán cho ông một cái nếm thử không? Ông lão không muốn ra mặt dày như vậy, nhưng mùi hương bánh bao này thật sự quá mê người, làm ông rõ ràng đã ăn qua bữa sáng, hiện tại lại đói bụng. Chị Đông Đông, em cũng muốn mua một cái. Một học sinh trung học vốn dĩ chuẩn bị đi tới trường, nửa đường bị mùi hương dụ tới đây đi theo nói. Còn có tôi. Hai cô gái trẻ vì tiệm cơm chiên Hạnh Phúc mà đến hẻm Hồ Lô thuê nhà, bén lén mà nhấc tay theo. Khó có khi làm bánh bao, lần này Nguyễn Miên Man làm không ít. Cô nhìn qua cửa đại khái có 8-9 người, hào phóng nói. Một cái bánh bao mà thôi, mọi người muốn ăn thì xin mời vào nếm thử. Nói xong, cô đem lồng hấp trên tay buông xuống, lại đi đến bên trong lấy ra hai cái lồng hấp khác. Bánh bao gạch cua không tính lớn, cũng không tính nhỏ, một khay hấp vừa vặn 4 cái. Mấy người bị mùi hương hấp dẫn lại đây nói lời cảm ơn rồi đi vào trong tiệm. Mỗi người chia nhau một cái bánh bao. Bánh bao mới ra nồi vừa trắng vừa mềm, tản ra mùi hương mê người. Nhận được bánh trên tay, bọn họ bất chấp nóng trực tiếp cắn một miếng. Cắn tầng da hơi mỏng, nước sốt thơm nồng bên trong lập tức tràn ra, có chút nóng, đồng thời cũng có thể ngon rớt đầu lưỡi. Hô, đê, bánh bao này quá thơm. Oa, nhân bên trong thật nhiều, thật ngọt. Bánh bao cũng quá ngon. Da mỏng, nhân ngọt, nhân đáy gạch cua, ăn đến mức vài người muốn bay lên. Ăn xong, bọn họ chưa đã thèm mà liếm ngón tay, lại không chịu ăn không trả tiền bánh bao ngon như vậy. Một đám người đều kiên trì đòi phải trả tiền. Nguyễn Miên Man vốn không chịu nhận, thế nhưng chờ ông lão cầm đầu khuyên cô, ngõ nhỏ nhiều người như vậy. Cô nếu là mời bọn họ, đợi lát nữa lại có người đến, mời cũng không phải,
không mời cũng không phải, vẫn nên thu tiền, cầm bán cho bọn họ thì hơn. Nguyễn Miên Man cảm thấy ông nói có đạo lý, lúc này mới gật đầu đồng ý, thế nhưng cũng không định kiếm tiền nên chỉ thu tiền nguyên liệu. Ông lão nghe vậy, lập tức móc tiền trả cô. Ông đưa nhiều quá rồi. Nguyễn Miên Man nhìn tiền ông lão đưa liền nói. Ông lão hắc hắc cười một tiếng, sau đó nói. Ông cũng có lòng tham, cháu lại bán thêm cho ông một cái, mang về cho bạn già nếm thử. Hoặc là nói cưng càng già càng cay, ông lão khuyên cô lấy tiền chính là bởi vì muốn mua thêm một cái, vì không muốn lại ngượng ngùng ăn không của cô. Nguyễn Miên Man bất đắc dĩ mà lắc đầu, lấy một cái chén dùng một lần bọc một cái bánh bao cho ông. Thấy vậy, những người khác không ăn đủ cũng sôi nổi lại mua thêm một cái. Tiễn bọn họ đi xong, Nguyễn Miên Man mới ngồi xuống một lần nữa. Cô mới vừa ngồi xong, Tư Cảnh Lâm đem một bánh bao đưa đến trước mặt cô, ngay sau đó mới bắt đầu động đũa. Bánh bao đặt ở trong đĩa, chiếc đũa nhẹ nhàng chạm vào, toàn bộ bánh bao đều đong đưa, xuyên thấu qua lớp vỏ mỏng như tờ giấy, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân màu vàng bên trong. Tư Cảnh Lâm bưng lên đĩa bánh bao, dùng chiếc đũa nhẹ mở một cái, trước đem canh bên trong uống sạch. Canh gà thơm cùng vị cua dung hợp, canh vào miệng là cả miệng đều là vị ngọt thơm. Uống xong canh, anh lại bưng lên giấm đặc chế của Nguyễn Miên Man bên cạnh, xối một ít lên trên bánh bao, sau đó dùng chiếc đũa kẹp lên cắn một miếng. Bánh bao gạch cua vỏ rất mỏng, ăn lên mềm hoạt tinh tế, nhân hàm tiên ngon miệng, ăn vào buổi sáng quả thật là quá tuyệt, khẩu vị hoàn toàn được kích thích. Như thế nào? Chờ anh ăn xong một cái bánh bao gạch cua, Nguyễn Miên Man hỏi. Tứ Cảnh Lâm nói, mỹ vị nhân gian. Anh nói xong lại gắp thêm một cái bánh bao gạch cua, dùng hành động tỏ vẻ sự yêu thích của mình. Thấy anh thích, tâm tình Nguyễn Miên Man thực không tồi, cảm thấy không uổng phí thời gian một buổi sáng. Mèo. Cả phòng đều lầm mùi thơm, bỗng nhiên mèo béo nhảy lên một cái ghế bên cạnh bàn, ngửa đầu hướng bọn họ kêu. Mới vừa rồi nhiều người tới, sợ nó làm ầm ĩ, Nguyễn Miên Man đã đem thịt viên cua đặc chế cho nó đặt ở chậu cơm. Thấy nó ăn xong rồi lại tới xin ăn với bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không được, cái này em không thể ăn. Quả quýt nhỏ liếm lông mèo bên miệng, lại hướng cô kêu hai tiếng. Thấy cô không dao động, lúc này mới an tĩnh lại. Thế nhưng ngay sau đó lại lặng lẽ duỗi móng vuốt hướng tới lồng hấp. Nó ngày thường thèm thì thèm, nhưng còn tính là nghe lời. Hôm nay đại khái là mùi hương bánh bao gạch cua quá mê người, mới làm nó nhịn không được duỗi móng vuốt. Nguyễn Miên Man nhìn móng vuốt của nó còn chưa có đụng tới lồng hấp, nhắc nhở mà hừ nhẹ một tiếng. Nó sau khi nghe được lập tức thu hồi móng vuốt chạy đến một bên. Hai người tiếp tục ăn bữa sáng, lại có người ngửi mùi hương mà tìm tới. Trong phòng bếp xác thật còn có một ít bánh bao gạch cua, thế nhưng đó là để cho mấy người ông Ngô cùng Chu Linh. Nguyễn Miên Man chỉ có thể nói xin lỗi bọn họ. Người tới có điểm thất vọng, trước lúc đi còn kêu cô lần sau lầm nhiều một chút. Lúc sau, ông Ngô và Chu Linh cũng rất thích bánh bao gạch cua, đặc biệt là ông Ngô, một hơi ăn hết hai lồng. Nếu không phải Nguyễn Miên Man sợ ông ăn nhiều đầy bụng, ông còn muốn ăn tiếp. Nguyễn Miên Man thấy bọn họ đều thích, dứt khoát lâu lâu liền làm một hồi. Người sống trong hẻm Hồ Lô nếu vận khí tốt cũng có thể thơm lây mua được mấy cái. Chỉ vì ăn được một cái bánh bao gạch cua, rất nhiều người trẻ tuổi trong ngõ nhỏ lười cũng không ngủ. Chỉ cần nghe nói ngày nào đó tiệm cơm chiên Hạnh Phúc có khả năng hấp bánh bao, rạng sáng 5 giờ hơn liền chạy đến cửa chờ. Bị bọn họ làm ầm ĩ như vậy, Nguyễn Miên Man dứt khoát mỗi lần lại làm nhiều thêm một ít. Trước Tết Trung Thu một ngày, Nguyễn Miên Man lại chuẩn bị làm bánh bao gạch cua. Nhận được tin có người sớm chờ ở cửa, sợ không mua được. Mới 7 giờ kém, bánh bao đã hấp chín. Nguyễn Miên Man và Chu Linh đến trong tiệm hỗ trợ, trực tiếp đem lồng hấp đặt lên bàn bên ngoài. Bởi vì quy định mỗi người được mua một cái, tới đây xếp hàng hầu như đều là người một nhà. Bánh bao mới từ lồng hấp ra, giống một cái đèn lồng trắng lớn, chờ để vào chóng chén, nếp gấp trên chóp bánh cùng với vỏ bánh hấp lộ ra chút nhân vàng, nhìn lại giống một đóa hoa cúc. Người mua được bánh bao đều không chờ nổi ra tới cửa, đứng ở một bên bắt đầu ăn. Bánh bao gạch cua ngửi thơm, cắn vỏ uống đến nước sốt bên trong càng thêm thơm ngọt. Chờ cắn xuống một ngụm, có thể cắn rớt đầu lưỡi. Người xếp hàng phía sau nhìn thấy có người được ăn rồi, yết hầu không ngừng lăn lộn. Chị Đông Đông, em muốn mua hai cái bánh bao. Nguyễn Miên Man nhìn cô bé trước mặt, khóe miệng đã ướt nhẹp nước miếng, ngồi xổm xuống nói. Một người chỉ có thể mua một cái thôi nhé. Cô bé khoảng 3-4 tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, đem thỏ con trong lòng ngực hướng lên trên lắc lắc, nãi thành nãi khí nói.
Em một cái, thỏ nhỏ một cái. Cô bé còn ngây thơ không hiểu thế nào là mánh khóe. Cô bé thật sự chỉ chia sẻ cùng thỏ con. Nghĩa mỉm mà nhìn mắt thỏ con trong lòng ngực bé. Nhưng mà thỏ nhỏ không thể ăn bánh bao, bằng không sẽ đau bụng. Không sao, em giúp thỏ nhỏ ăn. Thấy cô bé nói, nước miếng lại lần nữa từ khóe miệng rơi xuống. Nghĩa miền man bị chọc cười, đứng dậy gói hai cái bánh bao gạch cua cho bé. Thế nhưng cũng nhắc nhở phụ huynh của bé, trẻ con không thể ăn quá nhiều cua. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 176. Cảm ơn ông Đông, cô biết chỉ cho con bé ăn chút bánh uống chút canh, không cho con bé ăn nhân. Không nghĩ tới mang theo con gái tới còn có phúc lợi này, người mẹ thập phần cao hứng. Chờ bọn họ đi rồi, thanh niên xếp hàng phía sau nói. Cô chủ, con thỏ không thể ăn, mèo hẳn là có thể ăn đi. Nhà tôi có con mèo hoa, cô cũng bán thêm cho tôi một cái nhé. Lớn đùng như vậy, tên nhóc này có cần mặt mũi nữa không? Ông lão đi cùng người thanh niên nghe vậy, đập một cái lên lưng hắn. Nếu có thể mua thêm một cái bánh bao gạch cua còn cần mặt mũi làm gì? Trong lòng người thanh niên nghĩ như vậy, lại không dám nói như thế. Số lượng bánh bao gạch cua hữu hạn, rất nhanh liền bán hết. Bán xong bánh bao gạch cua, Nguyễn Miên Man quay trở về phòng bếp cùng Tư Cảnh Lâm ăn bữa sáng. Ngày mai nghỉ bán hàng đi. Tư Cảnh Lâm một bên ăn bánh bao một bên hỏi cô. Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ thắc mắc, hỏi anh. Vậy ngày mai anh không phải đi làm sao? Năm rồi đừng nói trung thu, có đôi khi ăn Tết, Tư Cảnh Lâm đều đi làm không nghỉ. Nhưng năm nay, anh không chỉ có một người, tất nhiên không thể vào ngày lễ đoàn viên còn chạy đến công ty làm việc. Không cần. Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn Tết. Ngày mai không đi làm, hôm nay Tư Cảnh Lâm phải đem những chuyện cần làm xử lý hết. Cho nên, ăn xong bữa sáng, anh phải quay về công ty. Khi anh rời đi, Nguyễn Miên Man cầm một ít bánh trung thu tự làm cho anh, để anh tặng bạn bè và trợ lý Tôn bọn họ mỗi người một phần. Tư Cảnh Lâm cầm bánh trung thu đến công ty, đầu tiên đem ba hộp bánh trung thu đặc biệt đưa cho ba người bạn cũ, nhóm người Mộc Phong, theo sau lại cho trợ lý Tôn một hộp. Còn phần dư lại, anh lại luyến tiếc đưa ra bên ngoài, tất cả đều bỏ vào trong tủ lạnh văn phòng. Trợ lý Tôn nhận được bánh trung thu ba chủ nhỏ làm, liền mở trộm ra, nhìn thoáng qua. Bánh trung thu bề ngoài tinh xảo cùng mùi hương cũng rất mê người. Hắn vừa kinh ngạc lại cao hứng, cả buổi sáng đều vui vẻ nhiệt tình 10 phần. Mà cùng ngày, khách hàng đặt cơm của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hay tới ăn trực tiếp trong tiệm cũng đều có thể lựa chọn một loại nhân bánh trung thu. Nguyễn Miên Man làm bánh trung thu, nhiều khẩu vị khác nhau, hình thức cũng làm hai loại. Một là vỏ giấy, hai là vỏ giòn. Bánh trung thu vỏ giấy có vỏ mỏng mềm xốp, mặt trên in hình thường Nga buôn nguyệt, thỏ ngọc đảo dược. Bánh trung thu vỏ giòn mặt trên in hoa chương màu đỏ, thoạt nhìn đơn giản mà xinh đẹp. Khi bắt đầu đặt cơm hộp, nhóm khách hàng đã bắt đầu ở khu bình luận thảo luận. Cái ý thứ, mọi người định chọn bánh trung thu nhân gì? Bánh trung thu hạt sen hay chân giò hun khói tôi đều muốn ăn. 6X ngày, bánh trung thu vỏ giấy hay bánh trung thu vỏ giòn tôi đều muốn ăn. Nhưng chắc tôi vẫn chọn bánh trung thu vỏ giòn đi. Xem hình ảnh liền biết, bánh trung thu bà chủ nhỏ làm vỏ giòn tới mức nào. Cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, vỏ bánh sẽ liền tan ra. NXX, dù sao trừ bỏ nhân thập cẩm, với tôi bánh trung thu nhân nào cũng được. 5X còn, lấy tay nghề của bà chủ, nói không chừng bánh trung thu nhân thập cẩm ăn cũng rất ngon. HXQ, không phải, tôi cảm thấy bánh trung thu thập cẩm hương vị khá tốt mà. Vì sao mọi người đối với nó đều có thành kiến như vậy? Dù sao tôi vẫn sẽ chọn nhân thập cẩm. KXL, không phải là thành kiến, là nhân thập cẩm thật sự khó ăn, cắn ở trong miệng không khác gì đang nhai hạt cát. MXK, cảm giác mọi người đều có ám ảnh tâm lý với bánh trung thu thập cẩm. Tôi cảm thấy so với những bánh trung thu khác, chỉ có một loại nhân đơn điệu. Nhân thập cẩm ăn vào phong phú hơn rất nhiều, mỗi một miếng đều có hương vị khác nhau. Hơn nữa mùi hương của hoa quả tràn ngập ở răng môi. Dù sao người một nhà chúng tôi đều thích ăn. AXN, bánh trung thu nhân thập cẩm thiếu chút nữa thống nhất giới giang hồ bánh trung thu, khẳng định là có chỗ đáng khen. Chỉ là hiện tại càng ngày càng nhiều loại nhân bánh trung thu mới lạ xuất hiện, mọi người đều ăn ngán mới cảm thấy khó ăn. Thành XXL, tôi cảm thấy chỉ cần là do bà chủ nhỏ làm, mặc kệ là nhân gì chắc chắn đều ngon. Nếu mọi người không thích nhân thập cẩm, vậy tôi sẽ đi chọn thập cẩm đi. Tới thời gian bắt đầu đặt hàng, cơm chiên cùng bánh trung thu của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nháy mắt đã bị khách hàng cướp sạch. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc,
Chị vốn đang lo lắng không ai chọn bánh trung thu nhân thập cẩm, không nghĩ tới vẫn là có không ít người chọn thập cẩm. Chú Linh một bên đóng gói cơm hộp, một bên nói. Đang trên cơm, Nguyễn Miên Man nghe vậy nhìn về phía chị. Chị cũng không thích nhân thập cẩm sao? Có thể là do khi còn nhỏ ăn nhiều, hiện tại lớn lên không thích nữa. Chú Linh nói. Nguyễn Miên Man tức khắc nhớ tới, lần trước làm bánh trung thu để chị nếm thử. Bảo sao chú Linh không thèm nếm qua bánh nhân thập cẩm. Không phải khoe khoang, Nguyễn Miên Man kỳ thật cảm thấy mình làm bánh trung thu nhân thập cẩm so sánh cùng những nhân khác, hương vị chỉ hơn chứ không kém. Thế nhưng mỗi người một sở thích, cô cũng không một hai phải thay đổi suy nghĩ của chú Linh, cho nên không nói gì cả. Theo nhân viên giao cơm đến trong tiệm, cơm hộp đợt đầu tiên bắt đầu được giao đi. Hôm nay, nhận cơm hộp khách hàng chú ý nhất là bánh trung thu được tặng kèm trong túi. Oa, bà chủ nhỏ làm bánh trung thu thật tinh xảo, đẹp mắt quá. Khách hàng nhận được bánh trung thu, trước chụp hình, ngay sau đó cầm lấy đưa vào bên miệng. So với bánh trung thu vỏ giòn, hầu hết khách hàng vẫn là thích bánh trung thu vỏ giấy hơn. Nguyễn Miên Man làm bánh trung thu vỏ giấy, ăn lên vỏ mỏng, mềm xốp nhân nhiều, nhẹ nhàng nhai nuốt, miệng đều là hương vị thơm ngọt. Ăn quá ngon! Trong bất chí bất giác liền ăn xong một cái bánh trung thu, nhóm khách hàng nhấm nháp dư vị trong miệng, đều cảm thấy đây là bánh trung thu ngon nhất được nếm. Công ty nọ, mấy người cùng đặt được cơm từ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ghé vào nhau, đem bánh trung thu của mình cắt ra, cùng đổi bánh với những người khác để được nếm nhiều vị. Bánh trung thu này vỏ vừa mỏng lại mềm xốp, ăn ngon thật, nhân đậu bên trong càng là ngọt thanh ngon miệng, so với những loại bánh trung thu sản xuất đồng loạt trong nhà xưởng kia, không biết là ngon hơn bao nhiêu lần. Ây da, cái bánh trung thu nhân sen này quá thơm, nóng đỏ trứng muối bên trong ăn một lần liền biết, khẳng định là bà chủ nhỏ tự mình làm. Bánh trung thu thập cẩm thật sự cũng rất thơm, sao mọi người không đổi với tôi? Bánh trung thu thập cẩm quá ám ảnh, anh vẫn là giữ lại, tự mình ăn đi. Y, cái gì mà ám ảnh, tay nghề bà chủ nhỏ mọi người còn chưa tin sao? Thật sự ăn rất ngon, cùng loại mua bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Cắn xuống một ngụm, tràn đầy mùi hương nhân quả, ăn lên vừa thơm vừa ngọt, càng nhai càng thơm ngon. Thiệt hay giả? Lừa mọi người thì tôi là chó, không tin mọi người tự mình nếm thử. Ê, quả thật ăn khá là ngon. Không hổ là bà chủ nhỏ, bánh trung thu nhân hợp cẩm mà cũng có thể làm được ngon như vậy. Mấy người cùng chia sẻ bánh trung thu vỏ giấy, bên cạnh còn có một người đang dùng tay nâng bánh trung thu vỏ giòn ăn. Không có biện pháp, bánh trung thu vỏ giòn thật sự quá giòn, nhẹ cắn một ngụm, vỏ bánh liền rơi xuống khắp nơi, làm hắn đánh mất ý nghĩ chia sẻ. Trong nguyên liệu bánh trung thu vỏ giòn có mỡ heo, nhưng ăn lên lại không ngấy một chút nào. Một miếng đi xuống, giòn thơm, ăn ngon, làm cho vị khách tự nhướng mày ngạc nhiên. Khách hàng đặt cơm hộp ăn được bánh trung thu, còn có không ít người không đặt được cơm hộp trực tiếp đi vào trong tiệm. Tôi muốn một cái bánh trung thu nhân thịt vỏ giòn. Tôi muốn bánh trung thu vỏ giấy hạt sen. Tôi cũng muốn bánh trung thu nhân đậu. Cho tôi một cái bánh trung thu thập cẩm vỏ giòn đi. Khách hàng vào tiệm gọi cơm, lúc Chu Linh hỏi bọn họ muốn bánh trung thu loại gì, rồi nổi kêu lên. Lúc có người hô lên bánh trung thu thập cẩm, người ở đây đều theo bản năng nhìn qua, chờ phát hiện là một ông lão, tức khắc hiểu rõ. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có các cụ già còn thích bánh trung thu thập cẩm. Chu Linh ghi nhớ, thực mau cầm bánh trung thu ra tới, lần lượt chia cho bọn họ. Bánh trung thu thật xinh đẹp, ngửi lên cũng thơm quá. Đúng vậy, đặt cùng với cơm hộp nhưng cảm giác hương thơm vẫn không giống nhau. À, bánh trung thu này thật thơm, ăn một miếng, vỏ mỏng lấy mềm xốp, so với bánh trung thu tôi từng ăn qua ngon hơn nhiều. Ăn ngon, đáng tiếc chỉ có một cái, bằng không ngày mai ăn Tết lại được ăn thì thật tốt à. Oa, quả nhiên không hổ là bánh trung thu vỏ giòn, giòn đến rớt lung tung. Ê, bên trong thịt cũng tươi ngon quá, không nghĩ tới bánh trung thu nhân thịt có thể ngon tới vậy. Bánh trung thu nhân đậu của cậu hương vị thế nào? Đặc biệt ăn ngon, vào miệng mềm xốp, ngọt mà không ngấy. Mọi người ăn bánh trung thu trên tay mình còn nhịn không được nhìn về trong tay người khác. Ông ơi, bánh trung thu nhân thập cẩm ăn ngon không ạ? Nhìn thấy ông lão cầm lấy bánh trung thu thập cẩm bắt đầu ăn, có người nhịn không được hỏi. Ông lão vừa mới cắn một ngụm liền có vỏ bánh rớt khỏi tay. Ông ném vụn bánh thả vào trong miệng sau mới trả lời. Đương nhiên ăn ngon, bánh trung thu vẫn là nhân thập cẩm mới ngon nhất. Bánh vỏ giòn thơm, bên trong nguyên liệu đầy đủ, ăn lên thơm ngọt ngon miệng. Đây là bánh trung thu thập cẩm ngon nhất ta từng ăn. Ăn ăn, ông lão thậm chí lộ ra biểu tình hoài niệm. Những ngày tháng cũ, vật tư thiếu thốn, mua đồ vật còn cần phiếu,
Bọn họ không có bánh trung thu vỏ giòn. Ông lần đầu tiên ăn loại bánh trung thu này vẫn là ở cùng tiểu xã tốn không ít phiếu gạo để mua. Ăn miếng đầu tiên liền kinh vị thiên nhân, lập tức yêu lại bánh trung thu này. Đáng tiếc từ đó về sau, cùng tiểu xã liền không bán lại bánh trung thu vỏ giòn này nữa. Vẫn luôn mong được ăn lần nữa, vẫn là phải tới khi cải cách mở cửa. Bất quá vẫn cảm thấy không bằng năm đó lần đầu tiên ăn được. Mà hôm nay, có thể nói, cái bánh trung thu trong tay này lại làm ông nhớ tới hương vị năm đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có người vốn dĩ định nói, bánh trung thu thập cẩm có thể ăn ngon đến mức nào chứ? Nhưng mà nhìn ông lão ăn ngon lành, cùng với bộ dáng quý trọng đến một cái vụn bánh đều luyến tiếc lãng phí, thế nhưng có chút thèm. Nếu không cũng lấy một cái bánh trung thu nhân thập cẩm thử xem. Có khách hàng mới vừa vào tiệm nhịn không được gọi. Cuối cùng, có mấy khách hàng chọn là bánh trung thu thập cẩm. Mấy khách hàng khác thấy vậy, sôi nổi đi qua xem, không chờ bọn họ ăn hết liền truy vấn. Thế nào, ăn ngon không? Vài vị khách kia cắn một miếng to bánh trung thu, một bên hứng vụn bánh rơi xuống, một bên nhai nuốt, chỉ cảm thấy cả miệng đầy mùi thanh hương thơm ngọt. Ăn ngon, thật sự ăn ngon. Bánh trung thu thập cẩm này quá thơm, so với trước kia tôi ăn, một chút cũng không giống nhau. Nhân trái cây bên trong cảm thấy thật sự rất tươi, ngon, chỉ cần một chút thôi cũng thấy sự khác biệt. Cảm giác trước kia ăn đều là bánh trung thu thập cẩm giả, cái này thật sự ăn quá ngon. Vài người đều nói ăn ngon, mọi người lúc này mới tin tưởng, bánh trung thu thập cẩm của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc thật sự ăn ngon.